Xin chào tất cả quý vị các bạn cùng đến với xe 24 giờ để biết thông tin về giá xe và tổng mánh của chiếc xe Mitsubishi Xpander. Sang tháng 10 này nó đã có sự thay đổi em nhá. Đó chính là giảm giá sâu hơn một chút xíu so với cả tháng 9 ấy ạ. Nhưng mà vẫn giảm giá rất là sâu. Còn em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe 24 giờ của em chuyên về giá xe à, tổng vấn bánh và các chương trình khuyến mại. Ok, em xin phép được đi vào báo giá cho anh em 4 phiên bản của chiếc xe Mitsubishi Xpander. Đầu tiên sẽ giới thiệu cho anh em về chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số sàn. Nó sẽ bản thấp nhất của dòng xe Mitsubishi Xpander. Với giá niêm yết của chiếc xe này đang là 555 triệu. Khi mà dùng các chương trình khuyến mại trong tháng 10 này, năm mới nội đang là 631 triệu thôi ạ. Còn là tỉnh thì là 601 triệu. Tỉnh áp thuế 100% thì là 612 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 620 triệu. Còn đối trả góp ở Hà Nội thì đang là 204 triệu. Tỉnh thì 173 triệu. Tỉnh áp thuế 100% thì là 184 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 193 triệu. Giá xe Mitsubishi Xpander tháng 10 này nó đang chạy đầu tháng em nhé. Khả năng sẽ là rơi vào tầm giữa tháng, nó sẽ điều chỉnh lại giá đây ạ. Điều chỉnh khả năng sẽ là khuyến mại ít đi ạ, dành cho phiên bản số sàn em nhé. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số tự động, bản Eco. Với giá niêm yết của chiếc xe này đang là 588 triệu. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại trong tháng 10 này, năm mới nội đang là 673 triệu. Còn ở tỉnh thì đang là 642 triệu. Tỉnh áp thuế 100% thì đang là 653 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 662 triệu. Còn đối với trả góp thì đang là 216 triệu. Tỉnh thì đang 185 triệu. Tỉnh áp thuế 100% thì là 196 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 205 triệu. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi về giá xe, tổng vấn bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lãi suất hàng như nào thì anh em điền tin như là tên, địa chỉ này, số điện thoại, loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp để gửi lại các thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất cho anh em. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mitsubishi Xpander bản Premium. Bản này rất nhiều anh em đã quan tâm nhé. Rất nhiều anh em đã quan tâm bản Premium đấy ạ. Với giá niêm yết của chiếc xe này đang là 648 triệu. Sang tháng 10 này cũng như tháng 9 nhé, đại lý chúng em đang bán đúng giá cho anh em đấy ạ. Với giá đang là 648 triệu. Rất nhiều anh em đã comment video trước của em là nếu anh đặt cọc chiếc xe bản Premium này thì bao giờ có thể giao cho xe được. Thì chiếc xe Mitsubishi Xpander bản này thì chúng em có thể giao xe được trong tháng 10 này nhá. Đó. Còn giao xe thời gian như nào còn phụ thuộc vào màu sắc này, tiến độ xe của nhà máy nữa. Và cái đơn đặt hàng nữa, anh em đặt sớm thì sẽ được phân xe sớm ạ. Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Xpander bản Premium này năm mới nội đang là 749 triệu. Còn ở tỉnh thì đang là 716 triệu. Tỉnh áp thuế 100% thì là 729 triệu. Và thành phố Hồ Chí Minh thì là 736 triệu. Còn đối trả góp thì đang là 238 triệu. Tỉnh thì đang là 205 triệu. Thành phố Hồ Chí Minh, xin lỗi, tỉnh 1200 thì là 218 triệu. Và thành phố Hồ Chí Minh thì là 225 triệu. Một số các chi phí mà em chưa tính vào cho anh em trong chi phí lăn bánh, đó đối trả thẳng nó là bảo hiểm tân vỏ. Bởi vì trả thẳng nó là bảo hiểm tự nguyện nên em sẽ không tính vào nhá. Còn đối trả góp thì em tính vào rồi, bởi vì nó là bảo hiểm bắt buộc là phải mua được quy định của ngân hàng ạ. Và một số các chi phí gọi là chi phí đi đăng ký xe, gồm chi phí nó tay thuế này, đăng ký, đăng kiểm, công an, mỗi một tỉnh có chi phí khác nhau, nhưng mà con số nó không quá lớn đâu nên em chưa tính vào trong đấy ạ. Nó chỉ là vài triệu thôi nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mitsubishi Xpander bản Cross. Nó sẽ bản cao cấp nhất của dòng xe Mitsubishi Xpander. Với giá niêm yết của chiếc xe này đang là 688 triệu. Sang tháng 10 này cũng giống tháng 9 là đại lý chúng em đang bán đúng giá cho em nhá. Với giá đang là 688 triệu. Vậy thì chiếc xe Xpander bản Cross này năm nay đang là 793 triệu.
còn ở tỉnh thì là 760 triệu, tỉnh áp thuế 100% thì là 773 triệu, và ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 780 triệu. Còn đối trả góp thì đang là 251 triệu, tỉnh thì là 218 triệu, tỉnh áp thuế 100% thì là 231 triệu, và ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 238 triệu. Ok, vậy dòng này em đã giới thiệu cho anh em về giá xe cũng như tổng nhân bánh cho chiếc xe Xpander cho cả 4 bản rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy dòng này phép em sẽ dừng video đây. Anh em có hay thì bấm like đăng ký kênh em nhé. Ok, phép em sẽ dừng video đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này kìa mọi người.